Đồ sư Mai Tôn xin kính chào quý cô bác đam mê đồ sư đồ cũ. Đây hôm nay thì em xin giới thiệu đến các chị và cô bác là em có một cái cặp ché rồng các anh chị, một cặp ché cây mai có thể gọi là khủng nhất Việt Nam hiện thời luôn anh chị. Đây rất là to nha. Cái dòng bụng nó đây là như là gần 2 mét các anh chị, dòng bụng gần 2 mét, ché là ché rồng. Cái này em có nguyên một cặp luôn ha. Đây tới thời điểm hiện tại thì ché này có thể gọi là một trong những cái ché cây mai to nhất. Đồ này bao các anh chị là chuẩn đồ Nguyễn thế kỷ 19 ha các anh chị, mà tình trạng của nó rất là tốt luôn, lành đẹp như là 99%. Đây các anh chị xem, đây con rồng đây các anh chị, mặt rồng đây ha, to lắm nha các anh chị, to lắm ha, to khủng khiếp luôn. Đây các anh chị xem đó, đây to hết biết mà nói. Những con đeo này là lành đẹp hết trơn là các anh chị, đây hiếm khi mà có những con đeo lành đẹp lắm. Đây các anh chị xem rồng ha các anh chị, vẫy ra vẫy ha, đuôi rất là đẹp luôn. Rồng này là rồng bốn móng to nè. Đây cái ché này nó có cái tình trạng mà bên kia các anh chị, bên kia xoay ngược đây nữa rất là to ha các anh chị, to khủng khiếp luôn. Nữa anh xoay nữa. Ủa, tí nữa nãy anh xoay ngược thì nó lẹ ở đây. Đây rồi chỗ này ha các anh chị, chỗ này là cái này nó lỗi rồi, nó hơi bị móp vô các anh chị, bị móp vô chứ không có bị gì hết. Đây để em gọi đèn cho các anh chị xem, to lắm anh chị. Cái này có vô cặp luôn ha, tình trạng là làm đẹp 99% luôn, chuẩn cổ ha, trên 100 năm. Đây các anh chị xem đó, cái chỗ đây là cái gì đó, cái ngay cái chỗ tay em chỉ là cái chỗ gói thuốc đó, là nó hơi vô chút đó, là lành nha các anh chị. Ché là ché lành, đặc biệt ở đây là cái miệng của nó miệng bằng nè các anh chị, ché này là ché miệng bằng luôn nè. Đây nước men nó rất là tốt luôn anh chị, nước men đẹp khủng khiếp luôn, nước men màu vàng hoàng đế đẹp khủng khiếp. Đây mấy con đeo nè các anh chị. Ủa? Đây các anh chị xem bóng nè các anh chị, men của nó vẫn còn nước bóng luôn, vẫn còn nước bóng đồ rất là đẹp luôn. Cái đèn treo chiếu vô các anh chị thấy không, cái đèn mình đèn lát mình chiếu vô các anh chị thấy là nó bóng lên rất là đẹp. Đây đó mấy con đeo là còn nguyên nha, những con đeo nè các anh chị, những con đeo những con sò này còn nguyên hết trơn luôn. Đây nguyên một cặp luôn. Chiều cao của cái ché này nó cao là 94-95 nè các anh chị, 94-95 trên. Đây nói chung là rằng 1 mét. Đây để bắt đầu quay tới cái ché kia cho các chị xem. Ché này để quay mặt rồng ra đó các anh chị thấy em đứng không, đứng kế cái ché thôi là nó muốn bự hơn em đó. Đây qua bên kia theo xuống cho nhau quay tiếp. Đây tiếp tới em xin giới thiệu đến các anh chị và cô bác là thêm một cái ché rồng. Cái ché này là hình như là lành đẹp thì tối luôn, đây các anh chị xem. Nhưng mà đặc biệt cái ché này là quả biến luôn nha các anh chị, quả biến đỏ đây các anh chị xem, cái cổ màu đỏ tới dải thẳng luôn. Đây có một đốm quả biến đỏ đây nè, đây đẹp lắm. Đặc biệt cái ché này thêm một cái điểm đặc biệt nổi bật nữa là đây cái đít của nó là các anh chị, cái bông má của nó màu vàng luôn. Thường là tất cả những cái ché là cổ màu xanh, cổ xanh đít xanh, ở giữa là màu vàng hoặc màu trắng màu tím đó, còn cái này nó đây màu là màu vàng hoàng đế luôn nè các anh chị, màu là màu vàng hoàng đế luôn, tình trạng là lành đẹp rất là to các chị, to khủng Việt Nam mà gần 1 mét, cao gần 1 mét thì em đo thì nó rơi vào là khoảng 95-96 các anh chị. Đây em đứng lên đây quay cái miệng nó nè, đây các anh chị xem miệng đẹp nha các anh chị, miệng rất là đẹp luôn. Đây miệng rất là đẹp, tình trạng rất là tốt luôn nha các anh chị, tình trạng như là lành đẹp tuyệt đối luôn. Đây cái cặp ché này các anh chị là rất là đáng để sở hữu luôn ha. Giờ là những cái ché mà cây mai mà to khủng như thế này rất là hiếm, mà thường thường nó rơi vô 88, nhà em là còn cái là 91 nữa, là 91 nữa nó rơi mặt tím, nhưng mà 91 thì đương nhiên cái nào nó cũng xê xích lên hơn tới 5 phần thì giá trị của nó rất là cao. Đây cái này nguyên một cặp là mình trưng nhà các anh chị, mình trưng hai bên nhà rất là đẹp, nhất là để vô những cái nhà xưa, nhà cổ, nhà biệt thự nó thì nó càng tôn lên cái giá trị nữa ha các anh chị. Đây các anh chị nào mà cô bác nào có thích cái cặp ché gốm cây mai chuẩn cổ này, cứ liên hệ em ở số điện thoại Zalo 0826 252 052. Xin kính chào quý cô bác.